nay thì em đang có mặt tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để giới thiệu đến cô bác và anh chị một lô đất view rất là đẹp luôn. Và ở đây nó là khu dân cư nhá. Khu dân cư khá là đông các bác. Phong cách kiểu nông thôn rất là thích luôn. Yên bình, trong lành, mát mẻ và view rất là thoáng. Đường bê tông liên thông hết nhá. Và đường điện hay là đường internet là bám đường đầy đủ hết để mình có thể sử dụng. Và khu vực dân cư xung quanh đây sử dụng nhá, toàn bộ là đường điện nhà nước. Và đây là cái bình hơi ngoài này. Đó, bình hơi trụ điện ngoài này. Và cái trụ đường này là đường chính ngoài này các bác nhá. Và cái đường chính của mình cũng nằm ở dưới này luôn, ngay trụ điện ở dưới này đây. Nó cách khoảng 60m các bác. Thì ở đây có hai lô nhá. Một lô góc và một lô ngay đằng sau lô góc luôn. Đó, rất là đẹp, nhìn hướng xuống sông ở dưới này nhá. Sông với đập thủy điện ở dưới này các bác này. Đây, đập thủy điện ở phía cái nhà xanh xanh này. Đó, đang hoàn thiện xây dựng những cái bãi đá này. Và khu dân cư ở dưới này cũng khá là đông các bác, trải dài xuống dưới và ở trong này nữa nhá. Và đường là mình đây là đường liên thông hết toàn bộ. Thì cả hai lô này đều có tổng diện tích là hơn 1.000m². Thì lô đất lô góc đây là bám cái mặt tiền đường chính, chỗ bê tông em chỉ đây, cái trụ bê tông á, trụ điện đấy là 13m, hơn 13m cái mặt tiền đường chính và đổ sâu với cái mặt tiền đường bên hông này thì được 60m các bác. Và nở hậu ra là 19m nha, tới khoảng tới trụ điện này. Đó là cái lô góc này. Một lát nữa thì em sẽ di chuyển xuống đấy để quay phía dưới đấy chi tiết hơn cho các bác xem nha. Thì ngay đằng sau luôn là tiếp tục từ cái trụ điện này chạy qua bên này thì nó rơi vào được khoảng 16 đến 17 mét nha. Cái chiều ngang của cái lô bên cạnh đây cũng là hơn 1.000m². Đó, hiện tại là đất thì người ta đang để không nên là cỏ mọc. Các bác về nuôi bò nuôi dê là đúng bài luôn. Đây, người ta đang cho bò ăn này. Con bò này hơi gầy. Đó, thì lô này thì khoảng 16m mặt tiền đường và chạy sâu của mình là hơn 60m các bác nhá. Hơn 60m xuống tới bãi cỏ rồi cái suối của mình ở dưới kia. Đấy, suối nhỏ nhỏ thôi. Cái mùa này vẫn có nước chảy nhá. Và mùa mưa thì nước chảy sẽ nhiều hơn. Đó, phía hậu mình là có suối này. Và cái mặt tiền là khoảng 16 đến 17 mét. Sổ riêng hết rồi các bác nhá, sổ riêng hết rồi. Và toàn bộ lô đất của mình là quy hoạch phù hồng 100% luôn. Quy hoạch thổ cư đó các bác. Này, các bác mua về là công chứng ngay. Rồi mình lên thổ cư sau nhá. Đó, còn đất của mình là hướng mặt ra view xuống dưới sông. Sông này là sông Đồng Nai 2 các bác. Đó, đây em quay một đoạn sông cho bác xem. Đây thì không nhìn thấy rõ. Đây này, khúc này này. Đó, khúc đập đây này các bác này. Đập đoạn sông đó. Đó. Và nó chảy qua đập thủy điện và xuống sông Đồng Nai 2 nhá. Ở đây thì nó là thượng nguồn. Ở xã Đan Phượng đây thì nó là thượng nguồn của sông Đồng Nai 2. Đây, còn cái lô góc đây thì phía hậu nở ra là 19m. Từ ngoài đường này đi vào trong là 19m. Và đổ sâu xuống dưới mặt đường chính. Cái mặt đường phụ này của mình á là hơn 58m đến 60m nha các bác. Bên
cạnh đó là có những cái cục đá người ta để sẵn này, mình về mình tạo kiểng nằm cạnh này. Và đối diện của mình đây là có một cái hàng tre hàng trúc này. Đấy, nghe tiếng xào xạc nghe cũng nát rất là hay. Và ban ngày ấy, buổi trưa ấy, mà nghe được cái tiếng này thì dễ ngủ các bác. Đó. Đường điện là internet là đầy đủ. Khu vực xung quanh đây ở như thế này là rất là tuyệt vời rồi. Bình yên. Làm vườn rồi trồng trọt. Khu vực dân cư không bon chen, không ồn ào. Đó. Đây, phía dưới đây nhá là cái con đường liên thông và đường chính luôn. Đất mình đây là thế dương hết nha các bác. Đây, thế dương này, cao hơn đường. Đây, trục đường chính liên thông. Và cái trục đường bên phụ này này cũng là cái trục đường liên thông các bác nhá, đi thông luôn. Đó, ở dưới đây thì nó cũng có cái mặt view bên này nữa các bác. Đó. Và đường thông hết. Đây thì từ đây qua bên này cái lô góc của mình là được hơn 13 mét các bác nhá. Hơn 13 mét và nở hậu là hơn 19 mét. Chạy sâu là được khoảng 60 mét các bác. Đó. Đó. Là tới đây các bác. Từ đây đổ thẳng lên trên này. Đấy, cái đất của mình thì nó thế dương, nhìn thế trên đồi rất là đẹp để em đã trèo lên trên các bác. Và đất của mình là quy hoạch 100% là thổ cư luôn. Và đồng giá nhau là 600 triệu các bác. 600 triệu cho mỗi lô. Các bác quan tâm thì có thể vào xem sổ, xem đất rồi thương lượng giá cả với chủ nha. Đây, thế trên cao này. Mặt đường của mình dưới này. Bên cạnh đây là người ta tưới các bác. Đấy. Bé tưới này. Đây, bác hàng xóm này. Cỏ. Trên kia là đồi cao các bác. Dưới đây thì gió thổi rất là mát luôn. Vì gu thì những cái đoạn cỏ các bác bay phấp phới rất là đẹp. Đó. Trước kia là trồng cà phê nhưng họ bỏ cà phê vì cà phê nó già quá nên là người ta múc bỏ hết rồi. Đấy, view trước của mình đây thì rất là thoáng nhá. Bên nào cũng có view hết. Và hướng của mình ra tới trung tâm của xã Đan Phượng thì nó bán kính là 3 cây đến 3,5 cây các nhá. Và đường ô tô vào tận nơi, xe gì vào đây cũng dễ dàng. Trước kia nó là một cái con đường đá, cái khúc này này. Gồ ghề rất là khó đi. Nhưng mà dần dần nó cũng phát triển đường bê tông hết à. Dân cũng đối ứng hết. Giờ kiếm được những cái đoạn đường đất nữa cũng rất là khó kiếm đó các bác. Đó. Toàn bộ nha. Nô góc này thì mình có một cái cây cây rừng này các bác. Cây rừng. Đó. Còn đường điện các thứ là đầy đủ này. Hộp đồng hồ đây. Đó. Các bác về xây nhà là kêu điện lực vào kéo điện thôi. Bên này người ta trồng cà phê, trồng sầu riêng rồi tưới này. Như nãy em còn nói là có một cái con suối nhỏ đây này các bác này. Đó, suối nhỏ chảy róc rách. Và mùa mưa thì nước chảy khá là đẹp. Cái lượng nước nó sẽ nhiều hơn. Đó. Đang là mùa khô. Mùa tưới tắm.
nên là nó có nước như thế này nè. Ở đây là khá là giàu nước các bác. Này thì các bác về đào giếng sử dụng cái nước này thì tuyệt vời này. Nước ở đây rất là dễ có nước luôn. Đó là cái lô đằng sau lô góc đó các bác. Thì nó có bán suối đằng sau, có nở hậu nhá. Đây có một cái ao. Đất thì thuộc Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nhá. Từ đây mà lên Đà Lạt là bán kính là 60 cây. Còn mà Sài Gòn lên chỗ em thì tầm 270 cây nhá. Đây, nãy em đứng ở khúc kia kìa. Đây cái bụi đường đi là hàng tre đây. Đó. Đều view đẹp. View rất là đẹp luôn. Sổ sẵn là mình công chứng thôi. Đó rồi à. Em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nhé.